Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, bập vào những mối tình vụng trộm, người trong cuộc không chỉ phản bội lại gia đình mà còn tự đẩy mình vào vòng xoáy tội lỗi. Nhiều người nhận ra cái giá phải trả là quá đắt, điển hình như vụ án mạng nghiêm trọng mà chúng tôi muốn chuyển đến quý vị ngay sau đây. Trưa ngày 18 tháng 1 năm 2021, trên con đường thuộc cụm công nghiệp Liên Phương, huyện Thường Tín, Hà Nội, một đôi nam nữ đã xảy ra cãi vã. Ngay sau đó, gã thanh niên như con thú khát máu lao vào cô gái. Không một ai dám xông vào ngăn cản. Tên sát nhân vội vã lên xe máy, nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường trong sự bàng hoàng của những người chứng kiến sự việc. Cô đã tử vong ngay sau đó. Đau lòng hơn, bố cô gái là người chứng kiến vụ việc, nhưng ông không ngờ nạn nhân chính là con gái mình. Cho đến khi tên sát thủ lên xe máy phóng đi, nhìn dáng người của hắn, ông mới ngờ ngợ và chạy đến hiện trường thì cô con gái của ông đã già đi mãi mãi. Lực lượng công an huyện Thường Tín, các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng có mặt. Nạn nhân được xác định là chị LTL, trú tại huyện Thường Tín, còn hung thủ là Nguyễn Văn Tùng, sinh năm 1993, trú tại xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín. Ngay trong ngày, công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đã được cơ quan công an tiến hành khẩn trương. Qua đó, nguyên nhân tử vong của nạn nhân được xác định là do 22 vết thương hở bằng dao nhọn gây ra, dẫn đến tình trạng mất máu cấp, không hồi phục. Những vết thương này cũng phù hợp với con dao gây án và hung thủ đã để lại tại hiện trường vụ án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 8 giờ sáng ngày 19 tháng 1, lực lượng công an đã bắt được nghi phạm Nguyễn Văn Tùng khi đối tượng đang lẩn trốn tại thị trấn Châu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Tại cơ quan công an, Tùng khai nhận sát hại nạn nhân do mâu thuẫn tình ái. Được biết, Tùng là tài xế cho một hãng taxi, hoạt động chủ yếu tại khu vực thị trấn Thường Tín, Hà Nội. Hắn đã có vợ con, cuộc sống gia đình êm ấm. Còn chị L cũng là lái xe cho hãng taxi nơi Tùng đang làm việc. Và L cũng là người phụ nữ đã có gia đình. Chồng của L là một người đàn ông hiền lành, chăm chỉ. Hai con còn nhỏ nhưng ngoan ngoãn, khỏe mạnh. Trong môi trường làm việc tự do, hay nói cách khác có tính mở khá cao, sự tương tác qua lại hay động viên giúp đỡ nhau mỗi khi nhà ai có việc hoặc mỗi khi xe gặp sự cố là điều rất đỗi bình thường giữa cánh tài xế. Nể nhau trong công việc rồi dần cảm biến nhau là điều bình thường của tiến trình phát triển tâm lý giữa người nam và người nữ trong tình yêu. Và điều đó càng đúng khi mạng áp vào mối quan hệ giữa Tùng và L. Những buổi tăng ca của hai người ngày càng nhiều, thêm những lần hẹn hò ngày càng trở nên cuống quýt. Như một lẽ thường, cả hai đều không nhớ rằng mình đã có gia đình. Cuộc tình vụng trộm của L và Tùng cuối cùng cũng đã đến tai bố mẹ đẻ của cô. Đắm đuối với cuộc tình ngoài hôn nhân, L tỏ ra khó chịu mỗi khi về nhà. Sự đòi hỏi của chồng giống như một cực hình, L không còn mặn mà với chồng nữa. Những ngày đi làm, Tùng và L thường đến nhà nghỉ để tâm sự với nhau, thậm chí thuê một căn nhà để chung sống với nhau. Do đó, công việc cũng bị ảnh hưởng, không kiếm được tiền mang về lo cho gia đình. Xuất phát từ những bất thường về cả mặt tình cảm lẫn kinh tế, vợ của Tùng và chồng của L tìm hiểu thì phát hiện Tùng và L thuê nhà sống với nhau như vợ chồng ở thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín. Dấn thân vào cuộc tình ngang trái, L không có đủ tỉnh táo để nhận ra đâu là đúng, đâu là sai. Mỗi lần hẹn hò với tình nhân là mỗi lần cô cảm thấy như được sống lại tình yêu tuổi đôi mươi. Sự loạn nhịp của trái tim mỗi lần gặp gỡ, Tùng đã khiến L quên đi tất cả. Quyết tâm đến với người tình, Tùng đã không ngần ngại đến nhà L nói chuyện với bố mẹ cô để xin qua lại. Tùng cũng đã bỏ qua sĩ diện của một thằng đàn ông, anh ta vứt luôn liêm sỉ của mình để đạt được mục đích. Nhưng bố L đã dội cho Tùng một gáo nước lạnh. Ông đã đuổi Tùng ra ngay khỏi nhà mình sau khi hắn cất lời. Những tưởng tất cả mọi chuyện đã nằm trong tay Tùng, những tưởng chiếm được trái tim của L, Tùng sẽ đường đường chính chính về cùng nhà với L để cùng xây đắp hạnh phúc mới. Nhưng chuyện đời không như Tùng hằng mơ. Về phần L, sau khi được bố mẹ và chồng khuyên nhủ, chị L đã nhận ra lỗi lầm của mình. Đầu tháng 1 năm 2021, chị L muốn chấm dứt chuyện tình cảm với Tùng. Tuy nhiên, Tùng đã không đồng ý, hắn còn đe dọa sẽ giết cả nhà chị L nếu chị không nối lại tình cảm. Khoảng 9 giờ ngày 8 tháng 1 năm 2021, Tùng hẹn gặp chị L để nói chuyện và hai bên tiếp tục xảy ra cãi vã, chửi nhau do chị L không đồng ý tiếp tục mối quan hệ tình cảm nữa. Thấy chị L lên xe máy về luôn, Tùng giằng lấy chìa khóa xe vứt đi, khiến chị L phải dắt bộ đến quán sửa xe, thuê người mở khóa rồi chạy xe về nhà. Bực tức về việc chị L không đồng ý chung sống, Tùng quay về căn nhà thuê tại thôn Khê Hồi,
rồi lấy dao bọc vào áo khoác và quay lại đi tìm chị L. Khi đi đến đoạn đường vào khu công nghiệp Liên Phương, Tùng nhìn thấy chị L đang chạy xe máy trên đường nên tăng tốc đuổi theo, ép vào lề đường bên phải khiến xe máy của chị L đổ nghiêng. Ngay lập tức, Tùng dùng con dao đem theo xông đến đâm liên tiếp hàng chục nhát vào người Tình, khiến chị L tử vong tại chỗ. Gây án xong, Tùng vứt dao tại hiện trường rồi bỏ trốn và bị bắt chỉ một ngày sau khi gây án. Ngày 7 tháng 10 năm 2021, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa bị cáo Nguyễn Văn Tùng, sinh năm 1993, trú ở xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội ra xét xử sơ thẩm về tội giết người. Tại phiên tòa, bị cáo Tùng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân và cho rằng phạm tội mang tính bộc phát vì quá yêu bị hại nên mù quáng. Trước đó, bị cáo nói cũng từng hứa hẹn sẽ ly dị vợ để cưới và chung sống với chị L. Tuy nhiên, lời khai trên của Tùng không được chấp nhận, bởi theo chủ tọa phiên tòa, việc quan hệ ngoài hôn nhân của bị cáo và bị hại đã là sai trái. Thậm chí, bị cáo còn ép buộc, đe dọa khi chị L muốn về với gia đình. Điều đó là không thể chấp nhận được. Tài liệu trong hồ sơ vụ án cũng cho thấy, trước ngày xuống tay sát hại chị L, Tùng đã nhiều lần đe dọa sẽ làm hại chồng và các con của tình nhân. Do đó, việc bị cáo khai phạm tội do bộc phát là không có căn cứ. Có mặt tại tòa, chồng nạn nhân trình bày đã biết vợ ngoại tình từ trước khi xảy ra vụ án một thời gian. Sau đó, anh này ra sức khuyên giải nên chị L chấp thuận. Khi biết vợ đi gặp Tùng, anh đã khuyên ngăn, nhưng chị L nói muốn giải quyết một lần cho xong. Được tòa cho bày tỏ yêu cầu đối với bị cáo, chồng bị hại chỉ khóc ròng và đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Tùng mức án nghiêm khắc nhất. Khẳng định hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, thể hiện rõ tính côn đồ, tàn bạo, phạm tội đến cùng và không còn khả năng để giáo dục, cải tạo. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tùng mức án tử hình. Đó là nữ phạm nhân Hoàng Thị Nhàn, sinh năm 1969, quê Thái Bình, thụ án 12 năm tù về tội giết người. Vừa cạo mủ cao su trở về, phạm nhân nhàu lau mồ hôi, rụt rè chào chúng tôi. Gần 7 năm thụ án tại trại giam Đắc Trung, phạm nhân Nhàn chưa một lần được thổ lộ về câu chuyện lỗi lầm của mình ngày trước. Phạm nhân Nhàn nói đầy chua chát. Có một vài người hỏi chuyện của tôi, nhưng đó là chuyện buồn. Mỗi lần kể ra chỉ muốn khóc, mà khóc cũng chẳng dừng được. Tôi đã mất tất cả chỉ vì một phút nông nổi. Cái nét của người đàn bà mà ngoại tình rồi còn hại chồng như tôi, người đời chắc chẳng bao giờ hết chê bai được. Để mở đầu cho câu chuyện của mình, Hoàng Thị Nhàn sinh ra trong một gia đình thuần nông, nghèo, đông anh em. Bố mẹ mất sớm, chị em Nhàn phải chia nhau ở đợ họ hàng thân thích. Lớn lên một chút, Nhàn theo chân gia đình người chú vào Tây Nguyên xây dựng kinh tế mới. Vốn chăm chỉ chịu khó làm, nên Nhàn được mọi người rất quý mến. Đến tuổi cập kê, nhiều chàng trai thương thầm nhớ trộm Nhàn, nhưng cô gái mới lớn quyết định chọn anh Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1962, trú tại thôn Quỳnh Tân 2, xã Buôn Chấp, huyện Krông Anna, làm bạn đời vào năm 1988. Hơn Nhàn 7 tuổi, sự chín chắn và yêu thương vợ con hết mực của anh Sơn khiến bà con thôn Quỳnh Tân 2 ai cũng khen. Cuộc sống cứ ngỡ sẽ êm đềm hạnh phúc khi Nhàn lần lượt sinh 3 người con, 2 gái 1 trai cho chồng. Vậy mà cuộc đời của Nhàn đảo lộn khi xuất hiện người thứ 3 chen ngang. Đó là Bùi Sĩ Tuyên, sinh năm 1968, quê Thanh Hóa, ngụ thôn Tu Hai, xã Du Ca Ma, huyện Krông Anna. Tuyên cũng theo chân họ hàng vào Đắk Lắk lập nghiệp. Thường ngày thanh niên này đi hái cà phê, cuốc đất hoặc phát dẫy thuê kiếm sống qua ngày. Tuyên cũng có một mái ấm cho riêng mình với 3 con nhỏ. Một lần, Tuyên nghe hàng xóm giới thiệu nên đã tìm đến nhà Nhàn để xin chặt gốc cà phê, vào làm công cho gia đình anh Sơn. Thi thoảng, Tuyên được vợ chủ nhà rót nước mời những lúc trưa nắng. Vốn không đẹp mã, nhưng Tuyên được trời phú cho khoản ăn nói, thế nên bằng sự quan tâm nho nhỏ và vài lời khen cũng đủ để khiến người phụ nữ đã có tới 3 mặt con bỗng chốc siêu lòng, nảy sinh tình ý. So với anh Sơn, Tuyên thua kém nhiều mặt, nhưng lại thường quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho tôi những khi trò chuyện. Có lẽ vì thế mà tôi đã không làm chủ được lý trí của mình, nên đã đồng ý qua lại với Tuyên, Nhàn nhớ lại. Có nhân tình mới, việc nhà Nhàn bỏ mặc cho anh Sơn lo liệu. Nhàn thường lấy cớ việc trên dãy nhiều
để ra ngoài từ sớm, đi làm với lý do tránh nắng, có hôm ở lại chòi ngủ cũng không về nhà. Hiền lành ít nói nhưng anh Sơn cũng lờ mờ đoán được vợ có điều khuất tất nhưng không tiện hỏi. Người đàn ông này vẫn chịu khó xoay sở công việc và chăm sóc nuôi nấng ba đứa con học hành. Có lần thấy Nhàn tất tưởi về nhà chẳng kịp ăn cơm lẫn nhìn ba mặt con, rồi lại đi luôn. Anh Sơn to tiếng dẫn đến hai vợ chồng cãi nhau. Do đang đắm chìm trong men tình ái với Tuyên, Nhàn yêu cầu anh Sơn ký vào đơn ly hôn với lý do không còn đem lại hạnh phúc cho nhau thì đường ai nấy đi. Đến lúc này, anh Sơn càng tin rằng vợ mình đang ngoại tình. Vậy là những lời đồn thổi bấy lâu nay của người dân trong thôn là có căn cứ. Tuy nhiên nghĩ đến ba con còn đang tuổi cắp sách đến trường, đã nhiều lần anh Sơn đặt bút định ký ly hôn nhưng rồi lại thôi. Anh nghĩ cần thêm thời gian cho các con trưởng thành. Có ai ngờ được rằng chính việc anh suy nghĩ cho các con đã vô tình trở thành cái gai trong mắt của Tuyên và Nhàn khi mà hai người muốn đến với nhau. Cả hai bàn bạc cùng nhau hãm hại anh Sơn. Ban đầu, Nhàn định dùng thuốc trừ sâu bỏ vào đồ uống của chồng, nhưng Tuyên gạt đi, bảo như vậy dễ bị phát hiện. Tuyên cho biết trên dãy của nhà Nhàn, một số nơi còn sót lại bom mìn thời chiến tranh, nên cách tốt nhất để trừ khử cái gai trong mắt của chúng là đặt mìn hại anh Sơn. Nhàn nghe vậy thì đồng ý. Sau khi thống nhất, Tuyên đến nhà ông Bùi Văn Trưởng, mua 200 gram thuốc nổ về nhà tán nhỏ, rồi cho vào bình đựng dung dịch axit cũ. Tuyên đặt kim nổ vào rồi cuốn chặt bằng một đoạn xăm xe đạp. Chế xong quả mìn, Tuyên đưa cho Nhàn cất giấu rồi dặn Nhàn mua một đoạn dây điện loại dây đôi, dài khoảng 20m để làm dây dẫn kích nổ. Ngày 31 tháng 12 năm 2007, Nhàn đi làm dãy cà phê tại khu Sâm Canh ở xã Băng A Trinh, huyện Krông Anna và mang theo quả mìn tự tạo mà Tuyên đã đưa. Trước khi đi, Nhàn hẹn Tuyên vào dãy để đặt mìn. Khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, Tuyên đi xe máy mang theo dây điện đi vào dãy gặp nhân tình. Tuyên đã dùng chiếc cuốc chim đào một hố ngay cạnh một gốc cây mãng cầu để chôn quả mìn. Sở dĩ cặp gian phu dâm phụ chôn quả mìn ở đây vì Nhàn cho Tuyên biết hai vợ chồng mình thường hay ngồi ở đây nghỉ giải lao mỗi khi làm việc mệt nhọc. Tuyên giải dây mìn từ hố chôn đến chân đồi, còn Nhàn thì dùng lá khô và đất ngụy trang chỗ đặt mìn và dây điện để không ai phát hiện ra. Cả hai lập kế hoạch xong rồi cùng nhau ra về. Ngày 6 tháng 12 năm 2007, Nhàn gọi điện cho Tuyên thông báo việc hai vợ chồng Nhàn đi làm dãy. Tuyên phóng xe máy đến trước. Trên đường đi, gã mua hai cục pin đấu dây điện, chờ đợi vợ chồng Nhàn đến. Khoảng 8 giờ 50 cùng ngày, hai vợ chồng Nhàn đi làm dãy. Nhàn để bịch bánh rán ở dưới gốc cây mãng cầu, rồi nói với chồng là vào nhà anh Nguyễn Văn Ái mượn thêm chiếc cuốc để làm việc. Anh Sơn không hề mảy may nghi ngờ, cũng chẳng hay biết một âm mưu chết người đang rình rập mình. Thản nhiên ngồi xuống gốc cây lấy bánh rán ra ăn. Về phần Nhàn, khi vừa đi khỏi, thị liền móc điện thoại gọi cho Tuyên, cho biết anh Sơn đã ngồi vào vị trí và dặn Tuyên quan sát, chuẩn bị hành động. Khi Nhàn vừa đi khỏi khu vực có thể bị ảnh hưởng bởi sức nổ, Tuyên bèn đấu hai đầu dây điện. Một tiếng nổ inh tai nhức óc vang lên, khiến tất cả những hộ dân và người làm dãy xung quanh giật mình kinh hãi. Nghĩ kế hoạch đã thành công, Tuyên bỏ chạy về nhà. Sau khi khói tan, mọi người chạy đến thì phát hiện anh Sơn bị văng ra xa đến 10 mét, vẫn còn đang thoi thóp thở. Ngay lập tức, mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu. Nhàn lúc này cũng giả vờ quay lại nơi xảy ra vụ nổ. Thấy chồng vẫn còn sống, thị vội vã chạy về nhà thông báo cho gia đình anh Sơn dẫm phải mìn nên bị thương phải đi viện cấp cứu. Tại hiện trường, người thì cho rằng do anh Sơn ngồi phải chỗ còn sót lại bom mìn. Người thì cho rằng anh Sơn bị ai đó hãm hại. Sau đó công an xã A Trinh đã lập tức có mặt để bảo vệ hiện trường. Họ nhanh chóng giữ một cuộn dây điện dài khoảng 20 mét, nghi vấn về một kế hoạch giết người đã được trình báo lên công an tỉnh Đắk Lắk. Qua sàng lọc và truy xét nhanh những kẻ tình nghi, công an lần lượt bắt giữ Bùi Sĩ Tuyên ngay tại nhà của y và Hoàng Thị Nhàn 3 ngày sau đó để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan điều tra, Nhàn cúi đầu thừa nhận mình có quan hệ bất chính với Tuyên, nhưng bị bố mẹ anh Sơn phát hiện nên nảy sinh mâu thuẫn với gia đình chồng. Nhiều lần đòi ly hôn không được, Nhàn bàn bạc với Tuyên tìm cách hãm hại anh Sơn. Về phần nạn nhân, anh Sơn đã may mắn thoát chết kỳ diệu,
vì đúng lúc anh đứng lên để đi lấy nông cụ thì quả mìn mới phát nổ. Nhờ vậy mà sức công phá chết người đã được giảm nhẹ phần nào. Theo kết quả giám định thương tật, anh Sơn bị thương tật 30% sức khỏe vĩnh viễn. Anh Sơn không chết là ngoài dự tính của cả hai người, Tuyên và Nhàn, nên cả hai sau đó đều bị truy tố về tội giết người. Với tình tiết tăng nặng là có tổ chức và có tính chất đê hèn. Nhàn là người khởi xướng và lên kế hoạch để Tuyên thực hiện, nên tại phiên tòa sau đó không lâu, Thị phải nhận mức án 12 năm tù. Còn nhân tình của Nhàn là Tuyên cũng phải nhận 11 năm bóc lịch. Nhàn kể lúc ra tòa tôi mới thấm thía mình sao lại dại dột và nông nổi đến thế. Nhưng có lẽ lúc ấy đã quá muộn rồi. Tôi chẳng trách ai được, chỉ trách mình không ra gì mà thôi. Trong suốt cả phiên tòa, tôi và Tuyên chẳng ai nói với ai lời nào. Nhìn thấy chồng một bên tay vẫn còn băng bó khi ra tòa làm chứng, tôi không dám đối diện với anh ấy. Khi tòa cho phép nói lời sau cùng, tôi cũng chẳng biết phải nói sao cho nên lời. Nhìn thấy đứa con còn chẳng hỏi han tôi lấy một câu, thì tôi biết cái giá phải trả cho hành động của mình đắt đến nhường nào rồi. Ngày đầu mới vào trại cải tạo tại trại giam Đắc Trung, phạm nhân Nhàn cho biết mình chỉ khóc, khóc nhiều đến nỗi hai mắt sưng húp cả lên. Nhiều bữa còn bỏ cơm khiến cán bộ quản giáo phải thay nhau động viên, chia sẻ mới giúp tinh thần của nữ phạm nhân này khá dần lên. Bằng những câu chuyện, những cảm thông, quản giáo Nguyễn Hoàng Giang là người trực tiếp giúp đỡ, tạo điều kiện để phạm nhân Nhàn hòa nhập với môi trường mới, gắng cải tạo tốt để nuôi hy vọng phục thiện cho một ngày trở về. Đại úy Giang nói, đọc qua hồ sơ của phạm nhân Nhàn, chúng tôi hết sức bất ngờ bởi phạm nhân này tuy mức án không quá nặng nhưng lại cùng với nhân tình đặt mìn hại chồng. May mắn trong vụ việc là anh chồng đã thoát chết thần kỳ. Sau khi vào trại giam, sự day dứt về những lỗi lầm đã khiến cho Nhàn có tâm lý bất ổn, chán trường. Bằng tất cả kinh nghiệm nhiều năm công tác, lại cùng là nữ giới, Đại úy Giang đã nhiều lần tranh thủ những lúc công việc có thời gian nghỉ ngơi để trò chuyện, động viên Nhàn nỗ lực phấn đấu. Cũng nhờ sự chuyển biến tích cực đó mà phạm nhân Nhàn đã được xếp vào diện được giảm án của Hội đồng Cán bộ Quản giáo Trại giam Đắc Trung. Tôi được giảm án 3 lần rồi, tổng cộng là 11 tháng. Chỉ cần cố gắng thêm một thời gian ngắn nữa là có thể trở về rồi. Nghĩ đến ngày về, vừa mừng vừa buồn. Mừng vì không còn khoác chiếc áo kẻ sọc này nữa, nhưng buồn vì không biết phải đối mặt với cuộc sống thực tại và chồng con ra sao. Nhưng tôi đã nghĩ rồi, cái gì cũng sẽ đến, ai cũng có lỗi lầm cả. Nhưng tôi sẽ xin chồng và các con để có cơ hội được làm lại cuộc đời mình. Dù biết nó chắc chắn sẽ không hề dễ dàng, phạm nhân Nhàn tâm sự. Khi chúng tôi hỏi về việc xin không được viết thư xin lỗi người thân và người bị hại, phạm nhân Nhàn nói bằng giọng trầm buồn. Người bị hại trong vụ án cũng là người chồng mà tôi từng gắn bó yêu thương. Tôi đã phản bội anh ấy, lại còn suýt hại chết anh ấy nữa. Nên mỗi khi nghĩ lại chuyện cũ, tôi thấy mình không xứng đáng với tình cảm mà chồng con đã dành cho mình. Tôi đã xin không được viết thư xin lỗi, nhưng các cán bộ quản giáo động viên bảo tôi nói ra được lòng mình, dù anh ấy có chấp nhận hay không, cũng sẽ khiến tôi nhẹ lòng. Đến ngày cuối cùng của đợt viết thư, tôi mới thức trắng đêm, viết một lá thư vừa đủ dài để xin lỗi chồng mình. Dừng lại một lát, phạm nhân Nhàn nói tiếp. Nhưng mà sau đó tôi lại không gửi ngay. Tôi viết một lá thư khác, dài hơn lá thư cũ và gửi hai lá thư cùng một lúc. Bao nhiêu tâm sự, bao nhiêu đắng cay tủi hờn của những ngày tháng ân hận trong trại giam, tôi gửi cả vào trong đó. Tôi không mong mình nhận được lời chấp thuận của chồng, nhưng tôi hy vọng anh ấy hiểu được tôi đã say dứt rất nhiều khi tự ném đi hạnh phúc mà chính mình gây dựng, vun đắp lên. Thời gian dần trôi, nỗi đau nào cũng sẽ nguôi ngoai. Các con của Nhàn lần lượt trưởng thành và bước vào giảng đường đại học. Chúng dần hiểu ra câu chuyện và tha thứ cho Nhàn. Có thời gian rảnh là lại lên thăm mẹ. Nhận từ con những đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày, Nhàn không quên hỏi thăm về anh Sơn và gia đình, dù biết chồng mình vẫn còn chưa tha thứ chuyện cũ. Nhàn gạt nước mắt kể, cách đây khoảng gần một năm, tôi bất ngờ khi thấy anh ấy lên cùng đứa con út thăm tôi. Tôi khóc ngay tại chỗ vì xúc động. Hai vợ chồng ngồi với nhau một lúc lâu mà chẳng ai nói với ai câu nào. Tôi mở lời trước hỏi thăm anh ấy và các con ở nhà. Rồi tôi nói xin lỗi anh ấy trực tiếp. Đáp lại tôi, anh ấy chỉ bảo, sao vợ chồng mà nông nổi vậy? Dù gì cũng là cái nghĩa, cái tình. Tôi gắng nuôi các con để nhận lấy cho mình một quả mìn hay sao?
Nghe thế tôi lại khóc rồi nói với anh ấy: chuyện cũ qua rồi, em biết mình sai, một phút nông nổi nên phải chịu cơm tù áo số thế này. Anh hãy tha thứ cho em. Nhưng anh Sơn chỉ im lặng rồi về. Nhàn tâm sự: ai cũng có lỗi lầm. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều nên sẽ cố gắng làm lại cuộc đời mình, dù biết sẽ có vô vàn khó khăn chờ đợi. Nhưng các con động viên tôi nhiều lắm, các cán bộ quản giáo cũng vậy. Nếu không có lẽ tôi đã bỏ cuộc rồi. Ra tù tôi sẽ về gặp chồng rồi quỳ xuống xin lỗi anh ấy một lần nữa. Qua lời của các con kể thì tôi biết anh ấy vẫn còn thương tôi nhiều lắm. Trước khi kết thúc câu chuyện với chúng tôi, nhà nhờ chúng tôi nhắn nhủ tới chồng mình rằng: hãy giữ gìn sức khỏe anh ạ, gắng chăm lo cho các con. Em ân hận về chuyện cũ, 7 năm qua chẳng lúc nào quên được, nên dặn lòng mình phải cố gắng làm lại để trở về chuộc lỗi với anh và các con. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.